Chúng ta xem người chẳng có gian người, thì đánh với ta hãy giữ gian của mình nha.
dương quá làm gì có để hai thử sáng cùng ta ngủ đầu đây để cháu lại ngủ ngắm chờ bao nhiêu ước cầu nguồn phước thực cầu thứ Oh.
Trời ơi, em ơi. Trời ơi.
mà nàng đã trở về đây chỉ có một tháng như vậy là xong. Và thưa Tiết Lan, chàng em đi ngang chủ trại Ngọc Đi Sa có xưng danh là anh cướp trường sang đại đạo, nhưng nó cũng là họ Tiếp rồi nó hả? Nàng đi đường tắt trở về đây dạ. Đã gặp phường sa cướp đảng dạ. Rồi sao nữa? Dạ thì nó buồn em phải quá xin cặp sách, rồi khi em nạp tiền mãi lộ nhưng em không có đem tiền. Nó nói bây giờ nó hỏi em là có chồng chưa, em nói em chưa có chồng. Hả? Vì chưa chồng thì nó sẽ cho qua, chồng còn có chồng thì nó đây bắt lại, nên em nói em là chưa có chồng. À trời ơi, ta biết lắm mà. Chắc có lẽ là nàng thấy là đẹp trai cho nên là nói nó chưa có chồng đúng không? Dạ không phải, tại vì em nóng lòng cứu già nên em mới nói em là chưa có chồng, nhưng mà nó cũng không có cho em qua. Thôi chẳng dám nào, nàng có thể mời anh Sơn Dương vào đây tôi ra mắt có được không? Dạ, đó là con. Trời, đâu con, nó là con của bà chứ nó đâu phải là con của tôi. Nó là con của chúng mình. Không dám đâu tôi bà. Dạ, gì đây? Năm nay nó bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay nó vừa tròn 20 tuổi. 20 tuổi? Dạ. Nó 20, ta 21. À, đúng là duyên kỳ ngộ mà. Thôi được, vậy nàng hãy mời anh ấy vào đây cho tôi diễn kiến được dạ. Không? Quân hầu, cho đôi công tử tiếp ứng luôn vào tay bạn. Dạ. Dạ, dự nhi ấn luôn, xin ra mắt mẹ. Ấn luôn, hôm nay đây là vinh. Hả? Dạ thì con vào thủ lễ chàng. Ở đây là vinh là thử, chứ đâu phải rừng rú đâu, tự nhiên ông á lên làm tôi hết hồn vậy bà. Dạ. Nè, bà qua bệnh á, bà nói với cái anh ở bệnh á, là tôi bị tim thòng. Đi đi. Ấn luôn. Dạ. Con có thủ lễ thì cũng nhỏ nhẹ thôi. Cha con có cái bệnh tim thòng, gửi cha con có bề gì thì mẹ mồ coi làm sao. Bây giờ con vào bên trong á, con thủ lễ cho nhỏ nhẹ nha. Mẹ ơi, ăn cướp thì ăn to nói lớn quen rồi, nói nhỏ nhỏ sao nói được hả mẹ? Ngày xưa con là chủ trại Ngọc Tí Sa, lễ nghĩa công ghi, thi thơi công đọc. Hôm nay con đã về hòa tá đường ba thì phải thủ lễ cho nhỏ nhẹ dạ. Nha. Ráng lên, cha con khó lắm. Ráng lên nghe Tiết Dữ Nhi. Bà qua đây cho tôi biểu rồi. Dạ. Khó quá. Bà qua khỏi ảnh thôi. Tự nhiên đang sống sổng lên gió độc đi ngang của á khẩu rồi hả? Chà không nghe gì đâu hả? Bà có nghe không? Không nghe sao hỏi tôi? Dạ. Con vào bên trong con thủ lễ sao mà mẹ ở kế bên mẹ không nghe thì làm sao cha con nghe được? Mẹ ơi, hồi nãy vô thì nói lớn quá thì cha nói là cha bị bệnh tim, còn kêu vô nói chuyện nhỏ nhỏ thì con nói chuyện nhỏ nhỏ đó. Con nói giống như là mẹ và con gì đó. Dạ như vậy hả mẹ? Cháu tên nha cha con khó lắm. Dạ. Cháu tên nha Tiết Ứng luôn. Dạ. Con Dự Nhi xin ra mắt cha, chúc cha sống lâu trăm tuổi. Con thủ lễ cha kia. Bà làm ơn bà nói dùm. Dạ. Tôi miễn lễ cho anh ấy, vì hãy ngẩng mặt lên cho tôi dòm được không? Làm gì gặp gặp mặt xuống. Cha con nói cha con thủ lễ, nhưng mà con hãy ngẩng mặt lên cho cha xem. Dạ. Ráng lên nha cha. Dạ. Cha đẹp trai quá ha mẹ. Trai đẹp hả bà hả? Dạ không, đó là con mà. Hèn chi? Hèn chi bà không nhận lầm quá sao được. Tiếc là nè, anh Sơn Dương, anh Sơn đứng lên đi. Con dạ. Mà cha. Con mà cha. Con mà cha. Con cái gì? Dù sao chúng ta cũng là anh em mà. Ha. Dạ, đúng cha. Trời ơi, tôi kêu nó anh em mà nó cứ kêu cha tôi hoài vậy con trời. Con mà cha.
và đứng đó đi ngồi tôi xử bà. Nè anh Sơn Dương. Dạ. Chẳng dám nào anh có thể kể lại cái câu chuyện mà anh đi vợ tôi tương ngộ như thế nào. Dạ thưa cha, con ở Ngọc Tí Sang đó làm nghề ăn cướp nên mẹ mới đi ngang và con mới chặn đường đón bỏ lại. Con mới hỏi chẳng hay nàng đi đâu có đầu mà tóc chế. Con cửa người Ngọc Tí chạy qua phá hôn bị đánh và hành nga để cho ta rõ hạng đường có sự. Dạ mẹ mới nói là mẹ tên là Hoàng Tử đi quê. Con mới hỏi là mẹ đi quê chẳng hay có chồng hay chưa. Vô nghiêu trời đất ơi, ta đi ngang qua đường mắt gì hỏi ta có chồng chưa. Dạ đẹp quá thì phải dê cho cha ăn quýt. Cái này con kể cho cha nghe thôi. Dạ vô đây con kể cha nghe chứ con đâu có dám. Dạ kêu con kể mà. Nó kể mà cái mặt nó không còn hồn gì hết trời. Kể mày kể hưng phấn lên tôi mới hình dung được cái câu chuyện. Hưng phấn tại vì cha nghĩ đi, vô tới đây rồi là cha như vậy sao không dám kể hưng phấn. Đây như vậy làm sao? Nếu mà cha muốn con kể hưng phấn phải không? Kể cho tôi nghe rồi. Hưng phấn cha ơi. Bây giờ con kể cha nghe, con nói với cha là bạn với nhau đi. Rồi. Cha nghĩ mình là anh em mà. Anh em đúng rồi. Rồi sao? Cha nghĩ đi. Có cái thằng nào ăn cướp nào mà gặp con gái đẹp không dê không? Thằng này nó coi đúng rồi. Đúng rồi đó. Đó bạn thấy đi, bạn thấy chẳng đâu nó bỏ lại. Rồi sao? Tính đập ốc lộn đầu. Rồi sao nữa? Nhưng mà đẹp quá, thả mồi gì dê. Thả mồi dê. Thả mồi dê. Chẳng ai hỏi nàng á, có chồng hay chưa? Nếu mà có chồng á, thì ta đây bắt lại, còn không chồng thì ta sẽ cho qua. Mẹ nói là mẹ chưa có chồng. Trời ơi, bà quá lắm rồi nghe không? Dạ, em nóng lòng cuối chàng mà. Chàng ơi, chàng. Dạ. Trời đất ơi, tôi với bà ở nhiêu năm rồi bà nhớ không? Dạ. Tôi cũng nhớ, tôi chết liền luôn á. Chàng không nhớ mà chàng hỏi em. Nhưng mà tôi với bà là chồng vợ, bà nghĩ sao bà gặp trai đẹp cái bà nói là bà chưa dạ, có chồng. Dạ không phải, tại vì có chồng là đi qua đã cứu chàng mà. Cũng có lý à. Chàng đi anh chị. Rồi đứng đó đi, rồi tôi hỏi tiếp, rồi tôi xử bà sao. Rồi sao anh sẽ như dạ. Mới nói là chưa có chồng. Chưa có chồng. Dạ, chưa có chồng có chặn đường bắt lại liền. Tại vì á, cha nghĩ đi, hồi đó giờ con trai á mà gặp con gái đẹp ai mà không dê. Nếu mà chưa có chồng làm gì cho qua được. Để sao ông ngang ngược vậy ông? Ông nói cái đường nào vợ tôi cũng là vợ của ông vậy? Dạ, ăn cướp mà cha. Trời đất ơi, ông nói là không chồng không cho qua, có chồng thì ở lại. Mà người ta nói là người ta không có chồng, ông cũng giữ lại là sao? Giữ lại, bắt lại, tại vì không có chồng. Không có chồng bắt lại là chắc ăn nhất, còn có chồng sao dám bắt lại. Trời ơi, đúng là một thằng cướp, muốn nói gì nói à. Rồi dạ. Sao nữa? Mẹ mới không chịu, mẹ mới nói là ta đã có chồng rồi. Thôi á, tên của chồng ta là nhà ngươi phải sợ liền. Mẹ mới nói là chồng của ta chức bảo giá đường diều, thế tử, tiên phu quan tánh tiết tinh sang. Đó, là nói cha ở tận đường ba là thế tử tiết tinh sang. Là mẹ nói là cha là con sợ liền. Sợ chứ sao sợ? Sợ. Quá đi chăng. Nữa. Con sợ cha có bị lớn thôi. Tại vì cha ở đường trào là khác. Còn con ở Ngọc Tí Sang con ăn cướp là nó khác. Con đâu có biết cha là ở đâu. Nói đừng có liên. Dạ. Đâu có mặt để mà nó nhìn hình dung được cái gương mặt của tôi đâu. Đúng không? Dạ đúng rồi. Sao nữa? Cái mẹ mới không chịu. Mới đánh. Đúng rồi. Sao chịu được? Ta có chồng rồi sao chịu được? Cha ơi, đánh qua đánh lại đánh tới đánh lui. Gài thương lại. Gài thương. Mẹ gài. Mẹ gài. Mẹ gài thương. Mới nói là nam chấp nữ nhà ngươi định liệu hà gì? Giao nghĩa là giao kết với nhau hả? Dạ đúng rồi. Sao nữa? Nam chấp nữ mới di bu di phụ. Dạ mới đánh nữa. Đánh. Đánh qua đánh lại đánh tới đánh lui gài thương lại. Gài nữa. Mẹ gài. Mẹ gài nữa. Dạ mẹ gài. Rồi sao nữa? Cái mới nói là quả ỷ thị sơn dương bọc cõi. Nam chấp nữ thì di bu di phụ, còn nữ chấp nam nhà ngươi định liệu hà gì? Đúng rồi. Vợ tôi nói câu này hay à? Con mới nói là dễ thôi. Nam chấp nữ thì di phu di phụ, còn nữ chấp nam thì di phụ di phu. Di phụ di phu, gì khôn vậy? Sao khôn vậy? Tự nhiên ông đánh thua, ông cũng làm chồng. Đúng rồi. Rồi ông đánh thắng, ông cũng làm chồng là sao? Dạ, lưỡi ông xương nhiều đường lắc léo mà cha, cái gì nói cũng được, ăn cướp mà. Rồi. Mẹ không chịu. Đúng rồi, bà có chồng rồi sao bà chịu? Dạ, mới nói là nữ chấp nam như mẫu như nhi. Con đánh thua mẹ. Rồi, con mới trở về đây con gặp cha đến cha con kể cho cha nghe thôi. Tôi hiểu rồi, có nghĩa là giả giờ đánh thua để mà rước ông về đây đúng không? Thua thiệt.
Được rồi. Thank you.
Nếu con cùng
cùng mà nữ kết tình chồng xa.